Đó, quay quay xe về cho mấy đứa em coi. Mở quay đó thì con quay mở. Mở quay vậy nè, mở muốn quay coi đó, muốn lại quay gì đó. Quay đều đều về đại như tâm nè. Đó, mình đi xuống dựng mở tàn. Đó, giờ đó, hả hai con mấy con gà một bình bông mình uống ngay chỗ trước cửa bảo tàng cũng đã. Con tám này sự của cái này nó nói về
đây diễn lãm mấy cái tranh ảnh hồi xưa. Đây là nói về cái đường đi nè. Rồi bây giờ thấy người ta đi qua bên kia kìa. Rùa. Thấy người ta đi qua bên kia. Để diễn lãm mấy này thôi, coi đi ra coi thật. Đi qua bên kia rồi xuất hàng đi bên kia. Nhiệm kỳ đầu tại nhà tù Côn Đảo
Vệ được mệnh danh là con hùng sáng tại đất Đạo. Nguyễn Văn Vệ đã được Ngụy Quyền Sài Gòn chọn lọc đưa sang Đài Loan và Anh Quốc đào tạo các khóa cai trị đàn áp tù nhân. Đây là chân dung của Nguyễn Văn Vệ đấy. Mặt rất là tử tế hiện nay. Chắc là tối qua tất cả cô chú anh chị đã đi viếng cái đàn riêng của đạo viếng phần mộ chị Sáu rồi đúng không ạ? Nguyễn Văn Vệ là một trong những chúa đạo mà rất nhiều lần cho cai ngục ra để đập bia phá mộ của nữ nhung Quả Thị Sáu. Trong 14 đời chúa đạo thời kỳ Mỹ Ngụy, duy nhất có một chúa đạo lập bia cho chị Quả Thị Sáu là chúa đạo Tăng Tư Tự Sao, người Việt gốc Hoa. Năm 1960, Tăng Tư Đa Côn Đảo nhận chức là phó tỉnh trưởng quản lý mặt Nội An. Vợ chồng Tăng Tư đã nghe nhiều về sự linh thiêng của chị Võ Thị Sáu và đã liên lập bàn thờ trong nhà, thờ chị giống như là một vị nữ thần hộ mệnh. Tới năm 1964, Tăng Tư lên chức tỉnh trưởng. Bây giờ đã đủ quyền hạn trong tay rồi. Tăng Tư bảo vợ, tức là bà Phùng Thị Điểm, cùng người em trai của mình là Tăng Năm, về Sài Gòn lập cho chị một tấm bia bằng đá cẩm thạch, ghi dòng chữ rất trang trọng: Liệt Nữ Võ Thị Sáu. Cô chú anh chị mình để ý là cái tấm bia mà theo hướng đoạn chúng ta nhìn vào mộ. Giống cung đỏ hả, vẽ hình Bác Hồ mà ở trên tàu mà vẫn còn tôn thờ đúng không? Nhưng mà niệm đắp cửa không trương minh hạnh. Chị Nga ơi, ủa lối ra, ủa giờ còn vô cái khu nào mãi nữa nè hả? Vô cái khu tự nhiên á, cửa này chắc hồi mở này xuống à, lối ra này, lối ra giờ khu em đi không tự nhiên đâu nữa. Nó y như vậy cũng đỡ, nó cho mình ra cái khu tự nhiên á. Nhà tù á. Đây là bảo tàng mà chỉ là. Thôi vậy là hết rồi.